Xin chào tất cả các mẹ. Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các mẹ một chủ đề về cái vấn đề chăm sóc em bé trong giai đoạn còn nhỏ. Bản thân mình đã mới sinh một lần thôi ạ, nhưng mình sinh đôi và sinh đến nay hai con được gần 5 tuổi rồi. Và có rất là nhiều mẹ đã từng xem các cái video trước của mình có chia sẻ về vấn đề chăm sóc em bé từ lúc trong bụng này, từ lúc em bé mới sinh ra và lúc các con lớn hơn. Thì thực tế rằng là có thể là có một số mẹ đã từng biết được cái cách mà mình chăm sóc con. Thì đại đa số mình đều dựa trên những cái kiến thức mà mình tìm hiểu trước, mình đều tôn trọng cái gì thuận tự nhiên và gần như là cái vấn đề chăm sóc con của nhỏ của em bé của mình không thể sử dụng kháng sinh một chút nào cả, đó là vấn đề liên quan đến sức khỏe. Và gần đây thì mình đã có nhận được một cái tin nhắn của một mẹ trên Zalo có hỏi mình về cái cách chăm sóc cũng như là các cái thực phẩm chức năng gì dùng cho hai bạn nhà mình mà để các con được trộm vía, được khỏe mạnh và phát triển ổn như vậy. Thì cũng rất là vui là mình đã nhận được cái sự quan tâm của các mẹ, và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình trong suốt cái quá trình mà mình chăm sóc hai bạn gấu nhà mình từ lúc sơ sinh đến lúc 5 tuổi, với một cái tinh thần rất là thoải mái, và các con thì lớn lên không phải là cân nặng thì mình thấy nó ở mức độ bình thường, tức là có cái dựa theo cái bảng so sánh cân nặng thì rất là ở mức độ ổn, không bị bé hay là không thừa cân hay là bị thiếu cân gì cả, mà ở mức độ trung bình. Bây giờ rất là may mắn rồi, và trộm vía là các con gần như là không phải dùng kháng sinh và cũng chưa một lần phải đi bác sĩ để vào viện hay làm một cái gì đó liên quan đến gặp bác sĩ. Mình cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì sao? Bởi vì là ở cái thời điểm bây giờ thì thực tế rằng là cái môi trường ô nhiễm này rồi là bệnh tật rất là nhiều, có rất là nhiều các em bé đã phải làm viện từ sớm này, rồi là bị một số các cái bệnh lý như là viêm phế quản, viêm phổi hoặc là vân vân, một số các bệnh khác mà bây giờ mình thấy nhiều em bé bị lắm. Mình cảm thấy rất là đáng thương đến em bé đó, và cũng có thể là một phần là do ba mẹ thực sự là chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu, cũng như là bởi vì thực môi trường bây giờ nó quá là ô nhiễm và cái hiện tượng mà gặp một số các bệnh đó thì nó gần như là rất là dễ, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các mẹ về những cái thực phẩm, những cái gì mà mình đã từng dùng cho hai bạn nhà mình, hạn gấu nhà mình, để kết hợp với những cái chăm sóc hàng ngày để các con có một cái sức khỏe, một cái sức đề kháng khá là ổn được đến cái thời điểm này. Đầu tiên ý, khi mà mình mới sinh em bạn ấy ra thì là việc đầu tiên của mình đó là trong khoảng tầm, mình nhớ chính xác là khoảng tầm 7 ngày, tức là sau khi mà sinh mổ ở viện về nhà thì bắt đầu mình cho con dùng cái đầu tiên, đó là vitamin D. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các mẹ đó chính là vitamin D đến từ thương hiệu Ostelin. Vì mình đã tìm hiểu rất là nhiều hãng rồi thì cái dòng Ostelin của Úc này thì được nhiều mẹ quan tâm nhất. Đó là và đầu tiên thì dùng cho sơ sinh là các mẹ dùng dạng nhỏ giọt là hợp lý này. Một cái chai này thì đợt đấy mình dùng cho con là sau, mình vừa nói đấy ạ, là sau khoảng một tuần sau khi từ viện về nhà, mình dùng cho con liên tục vào buổi sáng tầm khoảng 8 giờ. Cứ con dậy là 7 giờ con dậy vệ sinh cá nhân xong mình cho con dùng một giọt luôn ạ. Thì một giọt này sẽ, một hộp, một chai này sẽ có được khoảng 80 giọt. Hai bạn sinh đôi thì dùng hơn một tháng là hết rồi ạ. Đó, thì các mẹ có thể là dùng cái này cho con hàng ngày để bổ sung vitamin D này, hấp thụ canxi cho xương chắc khỏe này, và một số các cái bệnh về xương nó rất là ổn này. Đó, vitamin D là mình dùng hàng ngày và đầu tiên luôn. Tiếp theo một sản phẩm nữa đó là mình dùng cho con cũng ngay sau khi mới sinh, đó là Men Bio Ogaia. Men Bio Ogaia của Pháp này thì là một cái dòng men mà hỗ trợ cho cái hệ thống của con này, rồi là chống nôn chớ này, chống đau bụng rồi khó chịu, tức là cái mình nhớ, tức là nó sẽ thứ nhất là giảm nôn chớ này, giảm đầy bụng, rồi tiêu hóa cho con được tốt hơn này. Đó, những cái này thì Men Bio Ogaia này giúp cho cả bé, cả cái hiện tượng là khóc dạ đẻ nữa cũng rất là ổn. Mình không biết là có phải do thuốc hay không, nhưng mình đúng thực sự là mình dùng cái này mình cảm thấy là hai bạn đấy như nào nhỉ, phân rồi đi ngoài rất là ổn này, cũng không bị khóc quấy đêm, hay là một số mẹ gọi là hiện tượng khóc khóc dạ đề với cả khóc cái gì mà cả một tháng rồi ấy. Mình thấy may mắn là hai bạn nhà mình trộm vía là không bị, cũng có thể là do dùng mình dùng cái men này ngay từ sớm. Thì cái dòng men này nó sẽ có hai loại các mẹ, mình đang dùng ở đây là cái dòng Men Bio Ogaia nội địa Pháp ở dạng tuyếp nhựa như thế này, mỗi ngày dùng một liều dự phòng là 5 giọt thôi, còn một cái loại nữa là dạng lọ thủy tinh là hàng nhập khẩu, thì các mẹ có thể tham khảo một trong hai dòng đấy ạ. Ngoài ra thì một cái sản phẩm thiên nhiên không thể thiếu được đó chính là tinh dầu tràm. Tinh dầu tràm thì mình lựa chọn cái dòng của Bảo Nhiên, là một cái hàng mà được xuất khẩu ra nước ngoài này.
Đó, trên bao bì in ở tiếng nước tiếng Anh đúng không ạ? Được xuất khẩu ra nước ngoài và có cái công ty nhập khẩu và công ty sản xuất ở trong ở Huế rất là uy tín này. Cái tinh dầu tràm này thì mình dùng trong khi mà tắm cho con hàng ngày này, nhỏ cho nước tắm này, và mình dùng trong những hôm mà các cảm thấy thời tiết nó hơi lạnh một chút thì mình sẽ xoa vào tay của mình một vài giò, sau đó thì xoa vào lòng bàn chân, lòng tay của con và cho vào khăn quàng cổ của con ấy để con ngửi cho cảm giác thông mũi và nó dễ chịu hơn ấy. Thì cái tinh dầu tràm này giúp cho con chống cảm, chống cúm và con cảm giác con được tăng cường sức đề kháng tốt hơn này. Đó. Ngoài ra thì đây là mình dùng một cái dòng kem nữa là dòng kem đa năng Lucas đến từ Úc. Cái kem này thì nó chất rất hoàn toàn từ đu đủ, rất là thiên nhiên thôi và nó có rất nhiều tác dụng. Tức là thứ nhất là ngoài cái việc mà phòng chống hăm hàng ngày cho con này, nếu mà con mà bị hăm nặng thì mẹ có thể thử cái này để bôi, mình thấy cũng hiệu quả. Đợt đấy bạn gấu như mình là các con gần đây các con cũng kiểu trong tháng ấy các con đi, cũng đi kiểu đi vệ sinh nhiều lần ấy, thì đấy là bình thường thôi, nhưng mà khi mà mình bôi kem này thì mình thấy con phần mông của con rất là sạch sẽ, không bao giờ bị hiện tượng hăm, mặc dù cái đợt mình sinh con là vào mùa đông mình đóng bỉm gần như là hàng ngày luôn, nhưng mà rất là ổn. Và thêm nữa một cái công dụng của nó nữa là nó là có tác dụng là bôi vết muỗi đốt ấy, thì thỉnh thoảng có những lúc mà thời tiểu thời tiết thì có một vài con muỗi nó đôi bôi đốt con ấy, thì mình có dùng cái kem này mình cảm thấy cũng khá là nhạy, nó có thể là lành luôn, nó không bị sưng lên ấy. Thì các bạn có thể tham khảo dòng kem đa năng này, vừa có tác dụng là bôi hăm, chống hăm cho con, vừa có tác dụng là bôi vết muỗi đốt rất là tốt nữa, đa năng luôn nhé các mẹ nhé. Và một cái sản phẩm mà không thể thiếu đó là một cái dạng kháng sinh tự nhiên mà mình cũng quyết định dùng cho con ngay từ hồi sơ sinh, đó chính là tinh dầu tỏi đến từ của Diệp Chi. Một cái dòng sản phẩm hoàn toàn là thiên nhiên và là sản xuất thủ công ở Việt Nam thôi, nhưng mà mình thấy rất nhiều, lần đấy mình dùng thì mình cũng thấy rất nhiều mẹ đã quan tâm rồi, và đến nay thì ngày hôm nay thì mình đã thấy rất là nhiều mẹ cũng tiếp tục dùng sản phẩm này và phản hồi rất là ổn. Đầu tiên thì các mẹ sẽ lo lắng rằng là dầu tỏi thì nó sẽ bị kiểu dạng như là có mùi hoặc là đắng hoặc là gắt, khó chịu đúng không ạ? Nhưng mà thực tế rằng là đúng là có mùi thật, nhưng mà nó không hề cay hay đắng một tí nào, bởi vì là nó là tinh dầu, nó đã lọc bỏ những cái chất đắng ở cái tỏi đấy rồi, nó chỉ còn một cái mùi tự nhiên của tỏi và gần như là không có cái vị đắng hay khó chịu gì đâu ạ. Thì các em bé sơ sinh có thể là dùng theo cái dạng là đấy, thì thời gian sơ sinh mình chưa dùng ngay, nhưng mà khoảng tầm 3 tháng mới vào cho con sử dụng cái này rồi. Nó là một dòng kháng sinh tự nhiên giúp cho con gần như là sẽ chống lại những cái bệnh tật kiểu dạng như là theo mùa, như cúm, cảm cúm hoặc là sốt các thứ linh tinh ấy, mình thấy gần như là con không bị ảnh hưởng gì cả. Đó. Thì các mẹ có thể tham khảo dòng tinh dầu tỏi Diệp Chi này nhá, và mẹ cũng có thể dùng luôn được ạ. Rất là tốt này. Và thêm nữa thì một số những cái sản phẩm khác mà mình chuẩn bị sẵn trong khi mà mình nuôi em bé hai bạn gấu nhà mình, đó chính là một chiếc máy hút mũi, một chiếc máy hút mũi này, xin lỗi, một chiếc hút mũi thủ công này, hoặc là một chiếc đo nhiệt kế hồng ngoại này, hạ sốt này, siro hạ sốt này. Đó, thật ra thì sẽ có những thời điểm mà các mẹ bắt buộc phải dùng những cái dụng cụ hỗ trợ như là đo nhiệt độ hoặc là hạ sốt, bởi vì các con thì trẻ con mà sức đề kháng rất là yếu, không để tránh khỏi những cái hiện tượng như là trái lắng trở trời, các con bị sổ suýt một chút, hoặc là các con mọc răng, các con cũng có thể bị sốt, thì mẹ có thể dùng một chiếc nhiệt kế để đo nhiệt độ cho con. Thì cái nhiệt kế trên thị trường có nhiều loại lắm mẹ, nhưng mà đợt đấy mình cũng lựa chọn cái dòng nhiệt kế, mình không, thật ra bây giờ là nó có nhiều lắm, thì đợt đấy mình cũng nhớ là mình mua một cái dòng nhiệt kế nó cũng vừa tiền thôi. Đây ạ, nó giống như cái dòng máy nhiệt kế này, nắp pin tiểu là sử dụng được luôn này, đo thân nhiệt của con rất là nhanh, chỉ và chán này chỉ trong tầm khoảng 1-2 giây là có những kết quả luôn, và gần như trong nhà lúc nào cũng có, để đảm bảo rằng cả sáng hay tối hay đêm con có hiện tượng quấy khóc và nóng hơn bình thường thì mình có sẽ dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt của con luôn. Và nếu mà nhiệt độ con tầm khoảng dưới 38 độ thì mình chỉ cần dùng trùng khăn ấm thôi để chườm cho con thôi, nhưng nếu các bạn mà trên 38 độ đến 38 độ rưỡi chẳng hạn ấy, thì mẹ có thể là dùng siro hạ sốt. Thì đợt đấy mình có lựa chọn cái dòng siro hạ sốt của Pháp, đó là Doliprane này, thì nó dạng siro rất là tiện dụng dành cho bé từ 3 cân trở lên đến 25 cân, tức là tương đương với bé khoảng tầm 1 tháng tới những bé khoảng tầm 4-5 tuổi cũng có thể sử dụng được. Thì có cái xi lanh đong ở trong này rất là tiện dụng, thì cái này các mẹ nên chuẩn bị sẵn trong nhà, bởi vì có khi có những hôm mà cả ngày chẳng sao, đến tối muộn con bị sốt chẳng hạn, thì có nhiệt kế đo nhiệt độ rồi thì mẹ có thêm siro nữa thì đảm bảo rằng các con sẽ không bị sốt cao đúng không ạ? Chứ còn lúc đấy mà mới chạy đi mua khi các hiệu thuốc đóng cửa rồi ạ, thì mình chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Và một cái hút mũi như thế này ý, thì là mình dùng trong trường hợp mà các con chẳng may bị chảy nước mũi, thì mẹ có thể là sử dụng nó rất là dễ thôi, dùng chính miệng của mẹ và hút cái dịch mũi trong mũi của con chảy ra.
Và nếu em bé bị tắc mũi thì mẹ dùng thêm nước muối sinh lý nữa. Nước muối sinh lý này, cái loại này các mẹ có thể mua rất là nhiều ở các hiệu thuốc tây này, nhỏ và vệ sinh hàng ngày cho con. Hoặc là nếu bị chảy mũi thì cho nhỏ thêm nhiều hơn một chút và dùng cái hút mũi này để hút cái lượng dịch mũi hoặc là cái nước muối ở trong mũi con ra. Đây, cái hút mũi thủ công này thì cũng có rất là nhiều loại nhé mẹ nhé. Mình dùng cái dòng mà có hai đầu dài như thế này, một đằng cho vào miệng mẹ, một đầu cho vào mũi bé để hút cái dịch mũi ở trong miệng, trong mũi của con ra, rất là tiện và vệ sinh. Đó thì là những cái mà mình nghĩ là các mẹ nên chuẩn bị. Thì trong suốt cái giai đoạn mình chăm sóc hai bạn gấu nhà mình thì cũng mình đã sử dụng đến tất cả các sản phẩm đó, từ vitamin D này, dầu tràm này, kem ham, kem đa năng này, rồi tinh dầu tỏi này. Hạ sốt cũng có dùng rồi ạ. Lúc các con mọc răng hàm lúc tầm 17-18 tháng là cũng bị sốt mất mấy hôm đó. Rồi nhiệt kế để đo nhiệt độ cho con trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nếu có hiện tượng ấm nóng chẳng hạn. Rồi nước muối sinh lý nhỏ vệ sinh hàng ngày, và cái hút mũi này hút trong trường hợp các con bị chảy nước mũi. Thì những cái này mình đã từng dùng qua các bạn gấu rồi, và cũng rất là may mắn là những cái sản phẩm đắc lực đó thì hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc chăm sóc hai bạn gấu nhà mình. Các con trộm vía là vô cùng khỏe mạnh, ổn và lúc nào cũng rất là vui tươi. Và mình hy vọng rằng các em bé khác cũng có thể có những cái cuộc sống vui vẻ và ít bị ốm như vậy. Rất là may mắn cho tất cả ba mẹ đúng không ạ? Và hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình trong ngày hôm nay có thể giúp cho các mẹ có thể lựa chọn để tìm kiếm các sản phẩm phù hợp cho em bé của chúng mình. Xin cảm ơn ba mẹ và các mẹ trong cái video chia sẻ lần sau ạ.